nay mình có một video dành tặng riêng dành cho các bạn đọc của Pretty Much. Đó chính là video làm sao để giữ cho lớp trang điểm của chúng ta bền lâu qua ngày, đặc biệt là với ngày mùa hè. Một cái ngày mùa hè mà ở Hà Nội thì đến 40 mấy độ C, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là nóng. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta cũng có thể dùng những cái cách make up này dành cho đi biển cũng như là đi bơi đấy. Mặc dù thì bản thân mình không hề khuyên các bạn là make up khi đi bơi hay đi biển cả. Tốt nhất là chúng ta nên để mặt trần và có lớp chống nắng thôi. Lý do tại sao thì Ly sẽ nói sau nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay mình đã chuẩn bị rất là kỹ và có cả các sản phẩm make up mà mình để trong cái túi này. Mình recommend cho các bạn cho mùa hè sử dụng để tránh cho cái lớp make up của chúng ta bị trôi nhanh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cách đọc sản phẩm. Rất là nhiều bạn hỏi Ly là vậy thì waterproof và water resistant thì nó có khác gì nhau không? Hay nó cũng giống nhau? Các bạn hãy tưởng tượng như thế này nhé. Là waterproof là các sản phẩm nó dày hơn vì nó sẽ có những cái nguyên liệu, thành phần trong đấy giúp cho cái lớp make up của chúng ta được giữ lâu và không bị ảnh hưởng bởi lớp nước hay là lớp dầu trên da mặt, tiếp xúc trực tiếp lên da mặt hoặc là từ da mặt tiết ra. Còn với water resistant là nó sẽ ngăn ngừa được các cái tác động của nước cũng như là dầu lên trên da mặt mình. Cũng giống như là kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học vậy. Kem chống nắng vật lý là lớp màng lên trên da của chúng ta và chúng ta phải bôi đi bôi lại nhiều lần đúng không ạ? Còn lớp kem chống nắng hóa học thì chúng ta chỉ cần bôi một lần và xong rồi cuối ngày chúng ta có thể bôi lại và nó là thấm thấu lên trên da của chúng ta ngay. Vậy thì cũng giống như vậy, ở các sản phẩm make up waterproof hay water resistant thì waterproof luôn luôn là sẽ dày hơn, đem đến cho các bạn hiệu quả nhiều hơn. Còn water resistant thì cũng có công dụng như vậy nhưng mà nó lại một cái lớp mỏng hơn và làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái khi chúng ta dùng lên trên da mặt của mình hơn. Tiếp theo nữa là khi sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm thì các bạn nên sử dụng các sản phẩm có chứa silicone và wax. Silicone thì chúng ta thấy giờ rất rất nhiều các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm primer, các sản phẩm kem lót nền thì thường thường chứa khá nhiều silicone, đặc biệt là dành cho da dầu. Các bạn da dầu cũng như là da hỗn hợp dầu thì rất thích dùng các sản phẩm kem lót nền thì có silicone, mình cũng vậy. Rất là tiếc nếu như mà bạn bị dị ứng với các sản phẩm có chứa silicone. Thế ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm khác cũng có khả năng giống như silicone mà chứa wax hoặc là chứa acrylate polymers hoặc là isodeca. Mình sẽ để ba hai cái nguyên liệu nó ở đây. Và với cái sản phẩm này thì nó có tác dụng là nó sẽ tạo một cái lớp màng bảo vệ cho da của mình và giúp cho cái lớp make up, cái lớp trang điểm đấy nó giữ được lâu hơn. Với silicone thì nó sẽ che phủ được cái lỗ chân lông của chúng ta mà không gây cảm giác bị tắc lỗ chân lông. Tuy nhiên là một điều lưu ý dành cho các bạn khi sử dụng các sản phẩm silicone, các sản phẩm wax cũng như là các sản phẩm có chứa 2-3 cái thành phần mà mình nói ở đây thì đó chính là các bạn dùng rất ít thôi, không nên dùng quá nhiều, không nên tham mà dùng quá nhiều, vì càng tham càng dùng quá nhiều thì các bạn sẽ làm phản đi cái tác dụng của cái sản phẩm đấy trên da. Ly khi mà Ly sử dụng các sản phẩm kem lót nền mà chứa silicone thì Ly chỉ sử dụng cho cái phần trán ở đây này, hai phần má ở giữa mũi và một chút ở phía cằm, còn lại ở hai bên má hai bên thì mình không hề dùng vì mình rất là ít khi bị chảy mồ hôi cũng như là da bã nhờn ở phần đó. Mình chỉ chú ý vào đúng những cái phần mà mình bị lỗ chân lông hơi to hơn bình thường một chút và cũng như là tiết nhiều dầu hơn thôi, và chỉ cần một chút ít thôi là chúng ta đã có thể che phủ được rồi, vì các cái sản phẩm này thì cái kết cấu của nó rất là dày và khi mà chúng ta tán ra thì nó có thể tán được một cái lớp rất là mỏng và vừa đủ che phủ được cho chúng ta. Giúp cho chúng ta cái lớp nền cũng như là cái lớp trang điểm nó bám nó lâu hơn mà cũng như là không làm cho da bị bí bách. Và Ly sẽ cho các bạn một vài ví dụ về các sản phẩm mà có chứa silicone, chứa wax cũng như là hai cái chất mà Ly vừa để ở đây. Đó chính là đầu tiên sẽ là sản phẩm Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer Base Modifying Primers. Đây là cái sản phẩm mới nhất trong dòng các sản phẩm kem lót nền của Makeup Forever. Makeup Forever Việt Nam đã gửi đến cho Ly sản phẩm này vì biết là Ly có da dầu, và cái lần đầu tiên mà Ly sử dụng cái sản phẩm này thì Ly rất là ghét, tại vì mình bị quen cái thói quen sử dụng sản phẩm như là primer của Smashbox hay như là primer của Benefit, thì đó là cái cấu tạo của nó mỏng hơn một chút, thế nên là mình có thể lấy nhiều cũng hơn một tí tẹo không sao, và nó vẫn
che phủ được và không cảm thấy cảm giác ộm mà dày trên da. Nhưng mà tuy nhiên là cái lần đầu tiên mình dùng cái này mình lấy hơi bị nhiều quá, thế nên là khi mà mình bôi lên da mình kiểu nó thấy cứ sần sần, xong rồi nó bị cộm cộm cũng như là bị lặn cặn lên trên da, mình không thích lắm. Tuy nhiên là sau đó thì mình đã thử dùng lại rất là nhiều lần, và lần này thì mình chỉ dùng một chút ít thôi, nhỏ như một hạt vừng thôi, và lên cho mỗi cái phần trên da của mình, và hiệu quả thì rất là bất ngờ. Và Ly rất là thích dùng cái sản phẩm này cho những hôm nào mà Ly biết chắc chắn rằng Ly sẽ ra ngoài cả ngày, và cũng như là sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cũng như là không tiếp xúc được nhiều với điều hòa trong một thời gian dài. Ly sẽ dùng sản phẩm này và đảm bảo luôn là cái lớp makeup của Ly nó bền bám rất là lâu. Và Ly nghĩ là một cái tip 30ml này thì mỗi lần Ly chỉ dùng kiểu siêu ít thôi ấy, thì nó sẽ kiểu còn rất là lâu. Đây là cái lớp mà Ly hay dùng cho mỗi lần mà dùng cái sản phẩm này, rất là ít, siêu bé luôn. Đó là cái khoảng duy nhất, cái lượng duy nhất mà Ly dùng cho mỗi lần với cái sản phẩm này. Và như các bạn có thể thấy là với cái lượng đó thì còn rất là lâu thì Ly mới có thể sử dụng hết cái sản phẩm này. Và rất là cảm ơn Makeup Forever đã khai sáng cho Ly với một cái sản phẩm khá là ưu thế này. Và tiếp theo với một sản phẩm kem nền mà Ly rất là yêu thích, đặc biệt dành riêng cho mùa hè. Ly chỉ dùng sản phẩm này dành cho mùa hè thôi, tại vì em ý bám rất là lâu, cái độ kiềm dầu của em rất là tuyệt vời, và cũng như là cảm giác chúng ta lên trên da rất là nhẹ nhàng. Đó chính là Makeup Forever Matte Velvet Plush. Và hôm trước thì Ly cũng có post một cái hình selfie của Ly phiên bên má bên này lên trên Instagram cũng như là Facebook page, và các bạn đã rất là tò mò không hiểu đây là sản phẩm gì. Và đó chính là sản phẩm Matte Velvet Plus. Ly biết đến sản phẩm này qua Tiffany T, một YouTube blogger cũng như là guru, beauty guru ở trên YouTube ở Mỹ. Và chị đấy thì có làn da khá là giống Ly. Không chỉ thì đặc biệt rất may mắn là không có mụn, còn Ly thì có mụn. Và chị ý đã dùng cái sản phẩm này rất là lâu rồi, chị ý phải mua đến 2-3 chai như thế này rồi. Và chị bảo là chị da rất nhiều dầu, da chị rất là mẫn cảm, nhưng mà khi mà dùng cái sản phẩm này thì da không hề bị breakout, không hề bị mọc mụn, và cũng như là tạo cái cảm giác rất là tuyệt vời khi mà dùng sản phẩm này. Và mỗi lần dùng cái sản phẩm này thì bạn nhớ là phải lắc thật là đều lên nhá. Nếu không lắc đều thì cái sản phẩm nó sẽ không quyện vào nhau được. Và mỗi lần dùng thì Ly chỉ cần dùng rất là ít thôi. Cái chất kem của cái sản phẩm này nó dày hơn cái chất kem của Makeup Forever HD một chút. Và khi mình dùng thì mình sẽ dùng với cả chổi stippling brush để có thể tán được cái lớp kem này ra. Và như các bạn đang thấy đây là Ly mới chỉ dùng, Ly dùng khá là nhiều lần này đấy. Và Ly tán bằng tay lên trên da của Ly rất là nhẹ nhàng, không cần phải dùng lực quá nhiều. Và trên tay của Ly đã che phủ được gần như là hết tất cả những cái phần đường máu, đường gân máu của Ly, cũng như là rất là mịn rồi. Và với cái sản phẩm này thì gần như là Ly không bao giờ phải dùng đến phấn phủ cả, tại vì sau khi mà tán đều xong thì sản phẩm khô rất là nhanh, và cũng như là không đều để lại cho chúng ta cảm giác là chúng ta cần thêm phấn phủ. Dĩ nhiên là trong qua ngày thì chỉ cần một chút ít phấn phủ nữa thôi ở trong cái phần vụ chữ T siêu dầu của Ly, nhưng mà tuy nhiên các phần khác thì rất là tuyệt vời. Và Ly đang dùng em đi rất là thích. Trên da mặt Ly hôm nay thì Ly đang không dùng em này, mà tuy nhiên là Ly chỉ dùng bạn này trong cái thời gian mà mùa hè mà thôi. Và cái màu mà Ly mua là màu số 40, cũng hơi đậm so với da Ly mùa đông một chút, thế nên là cũng chỉ dùng được vào mùa hè thôi. Vậy là cái lớp nền của chúng ta đã xong, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến các sản phẩm khác sẽ đem đến cho chúng ta về phần chân mây này, về phần mắt, kẻ mắt cũng như là môi son được dễ dàng hơn và được bám đều hơn. Chúng ta sẽ nói đến phần chân mây. Chân mây của chúng ta thì rất là quan trọng. Chân mây là một trong những cái phần mà nó sẽ tạo dáng và định hình cho khuôn mặt của chúng ta được rõ ràng hơn. Nếu như bạn kẻ mắt rất đẹp này, bạn tô môi son rất xinh, lớp nền của bạn hoàn hảo rồi, vậy thì bạn vẫn còn thiếu một thứ, đó chính là lớp mà chân mày của bạn. Và với phần chân mày thì thường thường Ly mùa đông Ly hay dùng các loại chân mày bột hay là chì có wax cho chân mày. Chì có wax rất là tốt, ví dụ như là chì của The Face Shop khá là ổn này, Innisfree cũng ok, Maybelline cũng rất là tốt, và cũng như là bây giờ có Anastasia and Glories. Và một cái sản phẩm mà Ly mới phát hiện ra cái công dụng thứ hai của sản phẩm này so với cái công dụng mà Ly hay thường sử dụng sản phẩm này, đó chính là dành cho kẻ mắt. Và cái sản phẩm đó là gì? Đó chính là The Body Shop Smoky 2-in-1 Gel Liners Eye and Brow. Hồi đầu thì khi mình dùng cái sản phẩm này thì mình nghĩ
tại sao cái sản phẩm này lại có thể dùng được cho lúc mày nhỉ? Tại vì mình dùng ở trong, mình thấy là nó là dạng cream mà màu nâu thì dùng thì thôi, chỉ dùng cho kẻ mắt thôi. Và lúc mà mình dùng cái sản phẩm này cho kẻ mắt thì mình thấy rất là thích, tại vì nó tạo cho mình cái cảm giác nó rất là tự nhiên, nó rất là natural và không bị quá đậm hay như là quá drama. Và hôm trước thì mình có thử sử dụng cái sản phẩm này dành cho brow, thì lúc đầu tiên lấy nhiều quá ấy, thế nên là nó bị quá đậm. Nhưng mà sau đấy thì đã quen rồi và chỉ lấy một chút ở cho phần cuối, và sau đó thì mình lấy một chiếc chổi khác sạch hơn. Mình lấy những cái phần powders ở đằng sau thì cho đằng trước và create ra một cái brow rất là xinh. Và hôm nay thì Ly đang dùng cái sản phẩm này đây, hơi đậm hơn ban ngày bình thường một chút, nhưng mà cái độ bám của nó cũng như là chống chọi với cái nóng của Việt Nam thì rất là tuyệt vời. Và đó chính là cái sản phẩm mà Ly recommend cho các bạn dùng, kể cả mắt cũng như là cho lông mày khá là xinh. Và tuy nhiên là nhớ nhá, khi mà vừa tán lông mày cũng như là tạo dáng cho chân mày với sản phẩm này thì hãy để ý một chút đến độ đậm nhạt, tại vì không thì sẽ bị quá đậm. Và như Ly nghĩ đây là một trong những sản phẩm mà có thể nói là dupe của Anastasia's brow pomade, dạng gel, cũng như là NYX brow pomade. Rất rẻ, rất là dễ tìm ở Việt Nam, và cũng như là khá là tiện dụng, 2 trong 1. Chúng ta có thể vừa dùng cho lông mày và cũng như là dùng cho cả kẻ mắt nữa. Nói đến kẻ mắt thì chắc chắn là các cô nàng chúng ta rất là thích kẻ mắt rồi, phải không nào? Đặc biệt là kẻ mắt mèo, wing liners. Vậy thì cái sản phẩm mà Ly hiện tại đang dùng cho wing liners, đặc biệt là dành cho những ngày mà mình biết chắc chắn là mình sẽ kiểu đi ra ngoài đường cả ngày và xong rồi sẽ chảy mồ hôi nhễ nhại á, và cũng như là sẽ rất hay là bị lem ở dưới cuối đôi mắt, đó chính là dùng sản phẩm của Maybelline Hyper Sharp Liners. Đây là một cái sản phẩm mới mà Ly sử dụng của Maybelline. Bình thường thì Ly hay sử dụng Benefit They Are Real Push Up Eyeliners. Sản phẩm đấy là dạng gel, cũng rất là thích. Nhưng mà tuy nhiên là Ly muốn tìm một cái sản phẩm mà dễ dàng, dễ mua hơn cho các bạn, thì Ly đã tìm ra một cái sản phẩm là Maybelline Hyper Sharp Liners. Và với cái sản phẩm này thì cái đầu của nó là đầu fill tip, rất là dễ dùng, cứng và cũng không quá bị mềm, không có cứng, không có mềm, vừa đủ để các bạn có thể tạo được cái đường wing eyeliner chuẩn. Và bây giờ Ly sẽ swatch ra đây cho các bạn xem nhé. Với cái độ mảnh của cái bút này thì các bạn có thể thoải mái tạo được cho mình cái đường kẻ thật mảnh hoặc là dày, tùy thích. Và cái khả năng mà bám của nó thì thật là tuyệt vời luôn. Đây, Ly đang lấy tay và di qua, không hề thấy thay đổi một tí nào luôn. Và đây chắc chắn là một cái sản phẩm cực kỳ rẻ, cực kỳ dễ tìm. Chúng ta có thể tìm ở khắp mọi nơi, khắp mọi các cái cửa hàng cũng như là các siêu thị ở trong Việt Nam. Tiếp theo sau đấy là chúng ta sẽ nói đến son môi. Son môi thì có rất là nhiều loại son môi hiện tại bây giờ mà chúng ta có thể thấy, là son kem này, son thỏi này, son tin này, son lì. Vậy thì cái loại sản phẩm nào sẽ giúp cho cái đôi môi của chúng ta bám được màu lâu trôi hơn? Và đó chính là sản phẩm mà Ly có ngay trên môi của Ly. Đó chính là một phát hiện mới, một phát hiện của một hãng Hàn Quốc mới, đó chính là sản phẩm Peripera Lumipong. Chắc chắn rằng là ai theo dõi em Trang Makeup cũng có thể biết ngay đây là sản phẩm gì. Trang đã gửi tặng cho Ly cái sản phẩm Peripera Lumipong này cùng với cái Rouge Pong. Và mà thật là lúc đầu thì Ly thấy là cái bao bì nó hơi bị rẻ tiền một chút. Tuy nhiên là cũng rất là xinh, là nó chính là cái phần đường vát này, nó là phần vát như là mình son môi luôn. Khá là lạ. Và cái lần đầu tiên mà Ly mở ra thì Ly thấy, Ly không tin là cái sản phẩm này nó sẽ tạo được hiệu ứng lâu trôi như vậy và cũng như là mềm môi như vậy. Tại vì cái cấu tạo của nó, cái cấu tạo của màu cũng như là cái đầu chổi nó hơi giống với cả Revlon Color Stay Moisture Stay mà Ly đã từng dùng, và Ly cũng rất là thích cái sản phẩm đấy. Tuy nhiên là nó hơi dính một chút, còn cái sản phẩm này thì lại không hề dính lên trên môi của mình một tí nào. Bây giờ Ly sẽ swatch cho các bạn xem màu của sản phẩm nhé. Và đây chính là màu của Lumipong số RD05, và cũng chính là sản phẩm lên trên môi của Ly bây giờ. Và với cái sản phẩm này thì nó chưa khô nhá, và bây giờ Ly sẽ thử lấy giấy ướt lau, màu vẫn còn trên môi của Ly. Vậy thì như các bạn có thể thấy là
kể cả chúng ta chỉ để có chưa đến 1 phút để cho sản phẩm khô thôi, lau ngay thì cái màu nó cũng đã in ở trên môi chúng ta rất là lâu rồi. Và với cái sản phẩm này thì các bạn có thể hoàn toàn dễ dàng thoải mái ăn uống đậm bánh mì, ăn kem cũng như là nói chuyện tùm lum và không sợ lo là cái màu của trên môi của mình bị tét tét, xong rồi lem lung tung hay như là bay hết trên môi của mình. Và Ly đã từng sử dụng cái sản phẩm này trong một thời gian mà Ly ở trong Sài Gòn. Từ đấy trong Sài Gòn nó rất là nóng và nóng hơn Hà Nội rất là nhiều. Và lúc đó thì mình như kiểu tất cả mọi thứ chỉ muốn tóc tai xong rồi mặt mũi lúc nào cũng mệt mỏi tại vì quá nóng. Nhưng mà tuy nhiên là môi thì lúc nào cũng rất là tươi. Và đó là lý do tại sao mà Ly rất là thích Lumipon. Cảm ơn Trang rất là nhiều nhá. Và vậy là chúng ta đã biết qua được các sản phẩm cơ bản mà sẽ giúp cho chúng ta có một cái lớp nền thật là hoàn hảo rồi. Tuy nhiên sau khi đã có lớp nền hoàn hảo rồi, cuối ngày về thì các bạn sẽ làm gì? Cuối ngày về thì các bạn phải tẩy trang phải không ạ? Không thể nào mà yêu cầu một cái lớp make up hoàn hảo từ sáng đến tối và chỉ một bước đơn giản là tẩy trang với nước. Tẩy trang với nước không bao giờ sẽ hiệu quả đâu. Các bạn hãy đầu tư cho mình một chai dầu tẩy trang thật là chuẩn, cũng như là một chai nước tẩy trang cho mắt và môi thật chuẩn dành cho các sản phẩm waterproof và water resistant. Vậy thì các sản phẩm nước tẩy trang cũng như là dầu tẩy trang thì Ly khuyên các bạn nên dùng các sản phẩm như thế nào? Ly sẽ không có một cái sản phẩm đặc biệt ở đây dành cho các bạn vì gần như là các loại dầu tẩy trang đều có thể có hiệu quả. Và luôn luôn nhớ là chúng ta nếu như đã dùng các sản phẩm trang điểm mà lâu trôi này, waterproof, water resistant thì luôn luôn phải tẩy trang đúng cách với các loại tẩy trang có dầu oil base. Và với cái sản phẩm có dầu oil base này nó sẽ giúp cho chúng ta làm mềm đi cái lớp sản phẩm cũng như là cái màu sản phẩm, các cái kết cấu nó sẽ được tan ra với dầu và cũng như là sẽ giúp chúng ta massage da đều hơn. Và khi cái trong lúc mà chúng ta massage da như vậy thì cũng là lúc mà chúng ta đang tẩy sạch đi những cái lớp make up bám xung quanh cái lỗ chân lông của mình và tránh cho lỗ chân lông của chúng ta bị tắc. Và vậy thì tại sao không chạy ra ngoài ngay và mua một chai dầu tẩy trang để có thể về tẩy trang một cách an toàn nhất và cũng như là đúng cách nhất. Tiếp theo đó là cái bước cuối cùng mà chúng ta có thể dùng sau khi đã trang điểm xong, đó chính là chúng ta có thể dùng xịt thoáng hoặc là các loại xịt cơ bản dành cho make up, đó chính là setting powder, setting spray. Setting spray thì ở Việt Nam chưa thực sự là nổi tiếng cũng như là phổ biến, nhưng mà ở nước ngoài, ở Mỹ thì các loại setting spray nó rất là nổi tiếng và cũng rất là thích. Đó chính là các sản phẩm của Skindinavia và cũng như là Urban Decay cũng có một dòng line riêng với Skindinavia để focus vào, để tập trung vào cái phần make up lâu trôi. Và cái phần này thì Ly nghĩ là các bạn make up artist, các bạn make up chuyên nghiệp thì sẽ cần hơn là chúng ta những người dùng các loại sản phẩm make up đơn giản. Và dĩ nhiên là khi với cô dâu cũng như là các bạn đi chụp ảnh ngoài trời thì các bạn cũng có thể áp dụng cái cách này với các loại nước xịt khoáng cơ bản của chúng ta và xịt ít thôi thì chúng ta vẫn có thể giữ được cái lớp make up của chúng ta lâu trôi và cái da của chúng ta vẫn được thở và được mềm mại như chúng ta mong muốn. Điểm quan trọng nhất mà Ly muốn nói cuối cùng trong ngày hôm nay, ngoài cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng càng ít make up càng tốt, càng ít cái lớp make up với các sản phẩm mà chúng ta đạt tiêu chuẩn cho cái việc mà waterproof và water resistant thì sẽ càng cho chúng ta có một cái gương mặt thật là đều đẹp và cũng như là đem đến cho chúng ta sự thoải mái trong khi đi làm, đi chơi hay như là đi du lịch. Vì bạn càng nhiều, bạn càng đắp càng nhiều lớp make up lên trên da thì da bạn sẽ càng cảm thấy khó chịu, sẽ càng bị bí bách lỗ chân lông. Và dùng các sản phẩm như những sản phẩm mà Ly đang nói ở đây thì không ai cần phải dùng quá nhiều cả, tại vì chỉ cần một chút ít thôi là các sản phẩm đã có thể đủ điều kiện và cũng như là đủ các tác dụng mà bạn cần dành cho một sản phẩm mà có thể giúp cho bạn có lớp make up lâu trôi rồi. Chúng ta không cần dùng quá nhiều, chỉ với từng này sản phẩm mà đã giúp cho chúng ta có một cái gương mặt làn da đẹp và cũng như là cái lớp make up chuẩn rồi. Không cần dùng quá nhiều đâu, không cần dùng cả một cái chai này, chúng ta chỉ cần dùng một mỗi lần các bạn chỉ với primer các bạn chỉ cần dùng một đốt như là hạt vừng, với foundation bạn chỉ cần bằng một hạt đậu đen, với son chỉ cần một lớp nhẹ lên trên môi, với kẻ mắt cũng chỉ cần một đường line rất là mảnh, với mascara chỉ cần một lớp, và kể cả với lông mày cũng như là kẻ mắt thì chúng ta cũng cần chỉ cần một chút ít thôi. Minimal makeup
Make up cơ bản, make up tối giản sẽ là bạn đồng hành dành cho các bạn cho mùa hè này mà vẫn trông xinh đẹp và trông put together. Ngoài ra thì mình biết chắc chắn rằng các bạn nghe đến đây các bạn đã háo hức lắm rồi để muốn ra thử ngay các sản phẩm mà Lên recommend. Tuy nhiên, điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các bạn không nên sử dụng các sản phẩm waterproof hàng ngày. Lý do tại sao? Lý do rất là đơn giản thôi, chính là không phải ngày nào các bạn cũng ra biển này, không phải ngày nào các bạn cũng phải đứng ở ngoài trời, và cũng không phải là ngày nào các bạn cũng cần cái lớp makeup của chúng ta giữ được từ sáng đến tối, trừ khi là bạn là diễn viên, trừ khi là bạn đang đóng phim, hoặc trừ khi là bạn đang dẫn chương trình thì đó là lúc các bạn cần nhất. Nhưng còn những người bình thường như chúng ta hàng ngày chỉ đi làm đi học thôi thì một ngày có một chiếc mascara waterproof cũng có thể ok rồi, hoặc là chỉ cần một lớp son waterproof đã có thể đủ rồi. Và càng tối giản các cái sản phẩm của mình trong mùa hè thì càng tốt, sẽ càng giúp cho cái lỗ chân lông của bạn, làn da của bạn được thở đều hơn, và cũng như là đem đến cho chúng ta một cái kết cấu da đẹp hơn. Các sản phẩm waterproof makeup này chỉ dành cho những dịp đặc biệt, họ chỉ thiết kế dành cho những dịp đặc biệt của bạn thôi, và luôn luôn nhớ rằng càng ít càng tốt, và càng ít thì chúng ta sẽ càng đẹp, cái vẻ đẹp tự nhiên chúng ta sẽ càng được lộ ra, và đó là chính là điều mà chúng ta cần. Chúng ta không cần một lớp mặt nạ chống thấm nước, chúng ta không cần một cái lớp mặt nạ sẽ làm chúng ta xinh đẹp từ sáng đến tối, mà nhiều khi chỉ cần trông mặt cho sáng sáng sủa hơn hay như là tỉnh táo hơn mà thôi. Và đó chính là các chia sẻ của Ly dành cho các bạn để có thể đạt được một lớp makeup hoàn hảo và trong những ngày nắng nóng như ở Hà Nội ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ đi tẩy trang với cả dầu đây, tại vì hôm nay makeup khá là nhiều với một số sản phẩm ở trên mặt Ly có. Và hãy nhớ là đừng quên tẩy trang đúng cách, không chỉ có những lớp makeup mà waterproof hay water resistant như này, mà kể cả những lớp makeup bình thường của chúng ta, tẩy trang sẽ luôn luôn là bạn đồng hành chúng ta, giúp cho da chúng ta thật đẹp, và nhiều khi đẹp quá chẳng cần dùng đến makeup làm gì cả nữa. Vậy thôi nhá, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Ly. Bye bye.